Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu thùng B15. B15 là chuyên sử dụng trong gia đình dựa trên thiết kế của Bad Boss đến từ châu Âu, châu Mỹ. Thì cái thùng này ấy, là chuyên sử dụng cho gia đình các bác nhé. Và phòng trà hoặc là các bác chơi cà phê sân vườn ấy, thì nó mới khai thác được cái điểm mạnh của cái dòng loa này. Thì tại sao lại nói là điểm mạnh? Bởi vì các bác để ý cái khe họng kèn kia kìa. Các bác nhìn ấy, các bác bảo là cái họng kèn bé bé này nó kêu được cái gì? Các bác nghĩ thế đúng không? Không, nghĩ thế là sai đấy. Họng kèn này có một góc mở siêu rộng lên đến là 120 độ mở trái phải và 20 độ mở trên dưới. Rất phù hợp cho các bác chơi trong không gian ngoài trời. Ví dụ các bác đứng cách loa khoảng cách hay gần hay xa như thế này vẫn nghe thấy được cái tiếng tép. Hoặc là các bác đứng trực diện vẫn nghe thấy được cái tiếng tép với góc mở siêu rộng này. Thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Với không gian hẹp mà này yêu cầu góc phủ rộng, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Mẫu thùng này được em nghiên cứu và phát triển từ sau Tết được có 2 tuần thôi. Tức là kể từ thời điểm đề mua mẫu đến ngày hôm nay là vào hơn 4 tháng. Gọi là 4 tháng. Chính thức hôm nay em tung ra thị trường cái mẫu sản phẩm như này. Với giá của sản phẩm thì hiện tại nhá, đây là cái thùng này là thùng đề mua mẫu, quay mẫu cho các bác xem thôi. Còn khi các bác đặt hàng ấy là gỗ ván ép, chứ không phải là gỗ MD này đâu nhá. Với cái thùng này thì bên em đầu tiên phải đo cho các bác đã. Em sẽ đo cho các bác này, chiều sâu này. Chiều sâu bản thân thùng là vào 48cm, tương đương 19 inch. Đấy là chiều sâu nhá. Chiều ngang bề mặt này là vào 43cm, tương đương 17 inch. Và chiều cao bản thân thùng chưa tính chân cao su là vào 67cm, tương đương là 26,2 inch. Còn tính là chân cao su thì nó vào 27 inch. Đấy, là vào 69cm. Đấy, là tính cả thùng cả chân cao su. Đấy, và đây nhá, các bác xem nhá. Thùng là có một lưới bảo vệ nó bát này. Lưới đục nỗ, đục giác 8 ni. Rất là to. Đấy, lưới này thì nó sẽ cho cái gọi cái âm thanh nó đi qua, nó không bị vật cản, gần như là không có cản. Tức là cho cái tiếng bát hay là tiếng trung âm của nó bát này nó đánh ra rất tốt luôn. Và với cái cấu hình này thì khuyên sử dụng là với cái củ check kèn là côn 44 hoặc côn 51 hoặc là côn 63, không nên dùng tép 750 bởi vì không nắp được củ 750. Và cái đặc biệt ấy là cái thùng này ý, là sử dụng cái họng kèn này, họng kèn nhỏ này. Kèn này là kèn DOST, bản quyền thiết kế của thương hiệu N Acoustic đến từ Pháp. Và cái mẫu này thì là em copy của Bad Boss DV12 Mark 2, các bác nhá. Đấy, thùng này nhìn trông nó rất hoành tráng luôn ạ. Đấy, cho các bác xem hết tất cả rồi. Bây giờ đến cái phần sau. Đây là phía sau của thùng thì bên em đang sử dụng là một cái hậu loa có hai chế độ đánh passive hoặc đánh pi am để các bác chơi trong gia đình hoặc chơi cà phê sân vườn. Các bác muốn cắt cho bát tầm nào, tép tầm nào, các bác xử lý trên đây. Ví dụ muốn cái tiếng là tiếng tép nó đi rõ nhất ý, thì các bác cắt cho cái kèn này là 1.1 ký hoặc 1.2 ký. Khuyên dùng là cắt từ 1.8 đến 2.2 ký nếu như các bác đánh pi am. Còn các bác đánh passive thì bên em cắt sẵn là 1.5 ký. Đấy, 1.5 kHz, tép côn 44. Mẫu này hiện tại em đang có demo là tép côn 44 và bát là côn 76 đến từ thương hiệu Huiwell, một đơn vị cung cấp củ loa uy tín gần như là hàng đầu tại Việt Nam. Củ loa giờ chất lượng cao mà làm rất là hay, sau tiếng nên rất là hay. Với cái cấu hình bên em đang có sẵn ấy là độ nhạy nhá, em sẽ nói về độ nhạy là 98 dB, 1m, 1W, đo tại 283V. Và giá khi hoàn chỉnh lên một đôi như thế này nó vào là 8.8 triệu một đôi các bác nhá. 8.8 triệu một đôi bao ship nha các bác. Với thùng nào gỗ ván ép, còn thùng này thì hiện tại là để mua mẫu thôi. Còn các bác nào thích mẫu thùng này thì alo cho em, thích cái thùng mẫu thì ok, bán luôn.
Như hiện tại mẫu này bên em đang bán là theo combo nhá, cả thùng cả phân tần là 3,5 triệu cả thùng cả phân tần. Với phân tần mà trẻ nhôm, bên em đã cân chỉnh lại phù hợp với điều kiện của người Việt Nam là 3,5 triệu là cả thùng cả phân tần. Đấy. Bao ship. Đây nhá, mặt trước là có một cái lưới này, rất là chắc chắn luôn, vừa nhét vào bây giờ cậy không ra luôn. Muốn tháo được cái lưới này ra là phải móc cái gì vào đây xong rứt ra thì nó mới ra được. Các bác nhá. Thùng rất là đẹp, sơn sần là giả cát, sờ nó có kiểu cái độ nhám, gọi là sơn sần nhám đi. Đấy. Vâng nha, sơn sần nhám. Với cái cấu hình như thế này thì em tự tin là các bác nếu mà chơi cà phê sân vườn ấy, một đôi này nó đánh cho tầm 300 người, tối đa 300 người trong khu vực cà phê sân vườn. Yêu cầu như thế nào? Yêu cầu là cái họng kèn này của cái loa này nhá, nó phải đạt độ cao là 2m và nghiêng 10 độ. Nghiêng về phía trước 10 độ. Bởi vì sao nó nghiêng về độ, với cái họng kèn này em đã tả rồi. Tức là góc mở trái phải là 120 độ và góc mở trên dưới là 20 độ. Nếu như các bác nghiêng con này 20 độ thì là sóng âm của nó sẽ đánh gần như đánh đường thẳng này này. Đấy. Còn khi nghiêng 10 độ thì là nó sẽ hơi ngửa lên tí. Nên là khách hàng hay là người ở xa ấy vẫn nghe được chi tiết nếu như các bác đặt là như thế. Đấy. Yêu cầu là đặt 2m và nghiêng 10 độ. Với cái mẫu Bad Boss B15 này. Mẫu này là mẫu B15 các bác nhé. Thì nói luôn là cái thùng mẫu này là em không dám báo giá. Nói nhanh nhé, không dám báo giá. Và cũng nói luôn các bác là cái phụ kiện của cái dòng loa này nó đắt cực kỳ luôn. Họng kèn này 200.000 một đôi. Giá nhập. Bán hay không bán? Giá nhập 200.000 một đôi, giá nhập. Hiện tại em còn một ít thôi, không còn nhiều, nên là con làm gì chắc làm đủ đơn thôi. Thì dòng này thì nó sẽ đi cùng với Tupper Home 115 hoặc là Tupper Home 112 đều có thể sử dụng tốt cho dòng loa này các bác nhá. Con này thì tiếng bass của nó không được quá mạnh hay là mạnh mẽ như các cái dòng mẫu thùng khác, ví dụ như là A15 hay là các cái mẫu như là 715 gì ấy. Bởi vì khối lượng thùng của nó không lớn, nó chỉ chuyên về high end, tức là giải trung âm hay giải tép của nó sắc nét chi tiết và nó sẽ đẩy được cái tiếng lời ca tiếng hát của các bác lên tốt nhất. Và cộng với cái điểm đặc biệt của cái bản thân cái thùng này là góc mở của âm check lên đến 120 độ, tức là các bác có thể đứng đằng sau loa vẫn nghe thấy được cái tiếng tép của nó tiếng tép của nó mở rộng hết cỡ luôn. Rồi, demo thì chắc là demo trong clip lần sau. Hôm nay là cơ nôm nào là giới thiệu các bác đã. Giới thiệu các bác cái mẫu thùng B15 để các bác tham khảo nhá. Giá hiện tại cả thùng cả phân tần mạch trẻ nhôm và cái thùng này, phụ kiện đi theo là có họng kèn, lưới, hậu loa. Đấy, và nếu như các bác đặt luôn bây giờ thì là phải chờ 7 ngày bởi vì hôm nay em mới đặt hàng ở bên xưởng làm phần mộc. Giá là 3,5 triệu, thùng gỗ ván ép chịu nước, chống nước mưa. Sơn sần giả cát đẹp như thế này nha. Đấy, và đầy đủ phụ kiện bao ship cho các bác là 3,5 triệu. Còn các bác vẫn thắc mắc thì bỏ qua cái phần thắc mắc đi, các bác mua đâu rẻ hơn được thì mua, nhưng cái yêu cầu như thế này là gần như không có. Họng kèn góc mở 120 độ, nhìn trông hơi dơ thôi nhá, nhìn trông hơi dơ thôi, nhưng mà cái âm thanh của nó là một cái điểm đặc biệt, nên là các bác đừng có đánh giá thế này thế kia. Bởi vì cái sau tiếng của con này nó rất là hay, thật sự nó rất là hay. Em đã test lên rồi, nhưng hôm nay là rảnh rỗi bỏ ra tút tát lại cho nó đẹp một tí để khoe với các bác. Đấy. Ok, video tạm thời đến đây là kết thúc nhá. Và cũng chia sẻ luôn các bác là các bác nếu như sử dụng chương trình ngoài trời ấy, kê trồng như này là đúng này, kê trồng này đúng. Còn nếu như các bác sử dụng trong nhà thì chỉ một chiếc thôi, một chiếc một bên, không nên kê trồng này. Nó nghĩ thì tiếng của nó sẽ hỗn loạn hơn rất là nhiều. Các bác nếu mà dùng ngoài trời mà số lượng khách nó đông ấy, nhiều ấy, thì các bác cứ kê này này, ngừng nghiêng nhá, kê ở dưới, cái loa dưới là nghiêng 10 độ, loa trên cũng nghiêng 10 độ, tức là loa trên để luôn như này, kê mỗi con dưới thôi. Đấy, thì hai con nó đều nghiêng 10 độ thì nó sẽ khai thác được tối đa cái khả năng trình diễn của cái dòng loa này. Mà thực tế thì em đã làm rồi. Đấy, em sẽ có một cái test sau nhá. Này là giới thiệu các bác là cái B15. Dòng này ưng ý nhất
từ trước đến giờ, rất là ưng ý luôn. Ok, video đến đây kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.